Đây là trận thứ nhất chung kết đồng đội nam thiếu niên lứa tuổi 14-15 giữa hai đội quân đội và đội TNT Hà Nội. Thank you.
đội thứ nhất chung kết đồng đội thiếu niên trẻ, thiếu niên lứa tuổi 14-15 giải vô địch bóng bàn trẻ thiếu niên đồng toàn quốc năm 2011 giữa hai đội TNT Hà Nội và đội Quân đội. TNT giao bóng. Trận thứ nhất chung kết đồng đội thiếu niên lứa tuổi 14-15 và vô địch bóng bàn trẻ thiếu niên đồng toàn quốc năm 2011 giữa hai đội Quân đội và đội TNT Hà Nội. Vận động viên của Quân đội giao bóng.
Xuân Đức ơi, xin thôi đâu, xin thôi đâu, xin thôi đâu.